chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Và chiều và đêm nay thì không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ và một vài nơi khu vực Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 4, cấp 5. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, ngoài khơi các tỉnh từ khu vực Trung Bộ cũng như khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên, với hoạt động của trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh, mưa ít nên trời khô hanh. Thưa quý vị, như vậy là chỉ sang ngày mai nữa thôi là lễ Noel đã đến, nhưng từ suốt những ngày qua thì không khí Noel dường như đã xuất hiện ở khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Mặc dù đang trong tiết trời giá rét với mức nhiệt chỉ từ 14 đến 17 độ, nhưng không khí Noel tại thủ đô Hà Nội vẫn diễn ra khá nhộn nhịp ở các nhà thờ trong thành phố, như là tại nhà thờ lớn, luôn là điểm thu hút đông đảo các bạn trẻ vào đêm Noel. Khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm hay là tại công viên Hồ Tây cùng các trung tâm mua sắm và các công viên giải trí cũng là nơi tập trung đông bạn trẻ và du khách đi dạo, vui chơi, ăn uống trước và sau thời điểm đón Giáng sinh. Tuy nhiên, vì tiết trời khá lạnh nên khi tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời, quý vị nhớ mặc đầy đủ áo ấm, đặc biệt là cho các em nhỏ, để tránh bị ảnh hưởng đến sức khỏe, để có một ngày lễ Noel thật vui. Không chỉ ở thủ đô Hà Nội mà tại Huế, không khí Noel cũng đã diễn ra trên nhiều cung đường, nhà hàng, khách sạn, siêu thị. Nhưng nổi bật nhất vẫn là tại khu phố Tây, với việc trang trí nhiều cây thông Giáng sinh, ông già Noel cùng các chương trình vui chơi, giải trí thu hút nhiều du khách tham gia. Tuy không quá rét như là tại Hà Nội, nhưng thời tiết tại Huế cũng rét với nhiệt độ ngày đêm chỉ từ 18 đến 22 độ. Do vậy, khi tham gia các hoạt động vui chơi vào ngày lễ Noel, đặc biệt là các hoạt động diễn ra ngoài trời, quý vị cũng nên lưu ý để đảm bảo tốt cho sức khỏe của bản thân cũng như gia đình mình. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thời tiết các vùng du lịch khác trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Thưa quý vị, tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, chủ yếu là mưa nhỏ, đêm về sáng có sương mù khá dày đặc, trời rét, ngày có lúc hửng nắng ấm. Tại Điện Biên, nhiệt độ giao động từ 16 đến 19 độ với độ ẩm khoảng 70%. Còn tại Sapa thì nhiệt độ chỉ từ 3 đến 6 độ với độ ẩm 90%. Tại khu du lịch Tam Đảo, nhiệt độ phổ biến là từ 8 cho đến 12 độ với độ ẩm khoảng 90%. Tại khu vực Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa và sương mù ở một vài nơi, sáng sớm và đêm rét đậm, vùng núi rét hại. Tại Hà Giang, nhiệt độ giao động từ 13 đến 15 độ với độ ẩm khoảng 80%. Tại Hạ Long, nhiệt độ phổ biến từ 12 cho đến 17 độ với độ ẩm 90%. Còn tại thành phố Hải Phòng thì nhiệt độ thấp nhất là 12 độ và cao nhất 17 độ với độ ẩm 90%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa, có nơi xuất hiện lượng mưa vừa đến mưa to, trời rét. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ thấp nhất 15 độ và cao nhất 21 độ với độ ẩm 90%. Còn tại Phong Nha - Kẻ Bàng thì nhiệt độ giao động từ 17 đến 23 độ với độ ẩm 95%. Tại thành phố Huế, nhiệt độ phổ biến từ 18 đến 22 độ với độ ẩm 85%. Thời tiết khu vực Nam Trung Bộ ngày mai thì trời còn nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, chủ yếu là mưa nhỏ, trời khá lạnh. Riêng tại Bà Nà thì còn có sương mù và trời rét. Tại Đà Nẵng, nhiệt độ thấp nhất 23 độ và cao nhất 26 độ với độ ẩm 75%. Tại Hội An, nhiệt độ phổ biến từ 22 đến 27 độ với độ ẩm 90%. Tại Bà Nà, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ với độ ẩm 85%. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận, thời tiết khá thuận lợi cho du lịch. Tại Nha Trang thì nhiệt độ thấp nhất 25 độ và cao nhất 29 độ với độ ẩm 80%. Tại Mũi Né, nhiệt độ dao động từ 24 đến 30 độ với độ ẩm 75%. Tại Vũng Tàu, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 32 độ với độ ẩm 60%. Khu vực Tây Nguyên ngày mai trời hầu như không mưa và khá lạnh về đêm và sáng sớm. Cụ thể, tại Pleiku, nhiệt độ thấp nhất 18 độ và cao nhất 27 độ với độ ẩm 60%. Tại Buôn Mê Thuật, nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 27 độ với độ ẩm 65%. Tại Đà Lạt, nhiệt độ thấp nhất 16 độ và cao nhất 21 độ với độ ẩm 60%. Thời tiết tại Nam Bộ hầu như không mưa nên khá thuận lợi cho sinh hoạt, giao thông cũng như là các hoạt động du lịch và vui chơi vào dịp Noel này. Cụ thể, tại Tây Ninh, nhiệt độ thấp nhất 26 độ và cao nhất 33 độ với độ ẩm 50%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 32 độ với độ ẩm 60%. Còn tại U Minh, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ với độ ẩm 60%. Thời tiết biển vẫn chưa mới thuận lợi do trời còn có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Cụ thể, tại Côn Đảo nhiệt độ từ 25 đến 30 độ với độ ẩm 75%, còn tại đảo Phú Quốc thì nhiệt độ dao động từ 26 đến 31 độ với độ ẩm 70%.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.